mà sỏi không à. Mệt quá à. Trời ơi, xíu nữa là tới rồi, tới đây này nè. Ôi. Nhà bà không có ai đó đón mình hả? Ai đón trời? Từ đó giờ tôi đi bộ về tới nhà không mà. Mà tôi nói bà rồi, bà thay cái đôi giày giống tôi đi. Bị đặt kêu với mặc đồ này phải đi đôi giày vậy nè, giờ đau chân rồi phải không? Thì tại bà không dặn tôi trước, bà mang dép là khỏe rồi, còn tôi nè muốn chèo cái giò luôn. Ủa? Dạ, chào cô. Má ơi, Duyên, bạn con thành phố. Đi đường xa mệt lắm hả con? Dạ, mỏi lắm con. Con muốn chèo cái giò luôn á. Trời ơi, mang đôi giày cao gót này chắc mỏi chân dữ lắm à. Thôi thôi, thôi về con. Thôi, mệt rồi phải không? Dạ. Đi vô nhà tắm rửa nghỉ ngơi gần con nước nha. Đi vô. Dạ, mát đi. Ráng đi, rồi vô đi tắm nè. Bà làm sao vậy? Ai à? Đúng quá. Sao, mệt không con? Dạ cũng hơi hơi mà con quen rồi không sao. Mệt chứ sao không mệt. Không mệt cũng đứt hơi luôn nè chú. Cô thấy con thở phà phà chứ đứt chỗ nào. Bà không mệt, hai đứa vô tắm rửa nghỉ ngơi đi. Lát ăn cơm con. Dạ con đi tắm đi, người con hơi xe đò nó bám đầy ghê quá. Thôi bà để tôi tắm trước đi. Mùi xe đò hôi thiệt chứ. Nó ám vô người con. Nó rùng mà. Đi đi vô đây, tôi dẫn bà trên đi tắm. Hai đứa tắm đi. Dạ. Bà sao hả? Tôi thấy là không được rồi đó. Không có mai mối gì cho thằng Bãi hết á. Người gì đâu mà nhìn cái mình đó. Ao mẹo mà ăn nói sao mà tôi. Thì con nhỏ nói cũng hơi khó nghe, nhưng mà nó nói thật. Có là sao nó nói vậy? Bà hồi nhỏ cũng vậy vậy. Có sao bà nói vậy? Nhưng mà cái gì cái thật nó vẫn tốt hơn. Khát nước quá. Uống nước đi con. Dạ. Trời ơi, người con mùi nó khó chịu ghê luôn á tía. Sao mà cái người con mùi là gì ghê quá vậy? Thì hồi nãy con đi xe đò, mà tại vì mấy người ở trên xe đò đó họ mang gà, mang vịt, rồi mang đồ ăn quá trời cho nên nó bám mấy cái mùi thúi thiệt á. Đó, thấy không? Nhỏ này nó nói thật á. Có sao nói vậy? Bà bởi gì? Con làm đúng tiêu chuẩn của má đưa cho con luôn mà tía. Trời ơi, đúng gì mà đúng. Tiêu chuẩn má đưa ra gì mà thấp dữ vậy hả? Đó, thấy không? Má quên rồi, má nói gì với con. Tiêu chuẩn của má đưa ra đầu tiên là gì? Hiền lành. Con nhỏ này nó cực kỳ hiền, nó không bao giờ hại ai hết trơn. Trời, tiêu chuẩn thứ hai là gì? Chân thật. Nó cực kỳ thật. Có cái gì nó nói cái đó, không bao giờ nó giấu giếm. Thứ ba là gì? Nấu ăn ngon. Đúng luôn. Dạ. Trời ơi, nhưng mà má thấy con nhỏ này nó sao sao á. Bà cái gì cũng từ từ đi. Chưa chắc gì á, thằng Bảy nhà mình ưng nó. Mà cũng chưa chắc gì nó chịu con Bảy nhà mình. Từ từ có sao.